Em sẽ hướng dẫn anh chị em mình cách chế biến một món ăn rất là dinh dưỡng, đặc biệt là cho những người bị bệnh lý nặng, ví dụ như bệnh tiểu đường. Là một món ăn mà chúng ta sẽ phải hạn chế, ví dụ như là dầu mỡ, chất đạm động vật và muối. Thì cái món ngày hôm nay là cái món đậu phụ trộn với rau củ quả nhé. Trộn với rau củ. Và mình không dùng bằng mỡ mà mình dùng bằng nước. Cách chúng ta dùng là dùng bằng nước, xào bằng nước nhé. Nó gọi là đậu phụ scramble. Thông thường cái món này là món egg, là trứng. Nhưng mà đối với những người bệnh lý nặng, ví dụ như tiểu đường hay là những căn bệnh mà ví dụ như mà phải kiêng chất đạm động vật, dùng hoàn toàn bằng chất đạm từ thực vật, thì anh chị em sẽ xào rau củ không dùng bằng mỡ mà dùng bằng nước. Như em vừa đổ một chút nước vào đây nhé. Sẽ cho một chút hành tây vào đây. Đấy, mình cũng phi thơm giống như kiểu mình phi thơm với dầu. Nhưng mà bởi vì cơ thể chúng ta đang ốm yếu, người chúng ta cần phải giảm đi những hàm lượng chất béo đó, thì chúng ta sẽ dùng bằng nước và không dùng bằng dầu ăn nhé. Mà thực ra em cũng đã từng làm rồi, khi mình xào bằng nước này cũng rất là hấp dẫn. Đấy ạ. À, mình cho hành tây và mình xào qua này. Tiếp theo đó là mình sẽ cho đó là bí ngòi nhé. Bí ngòi thái vụn nó ra. Bí ngòi em cũng thái vụn nó ra nhé. Thái rất là vụn nó ra rồi. Để cho nó nhanh hơn ấy, mình xào nó nhanh hơn. Lửa để chế độ trung bình, đừng lửa lớn quá nhé, lớn quá thì nó sẽ cháy. Chế độ lửa trung bình thôi. Ớt ngọt này. Đấy, toàn mình sẽ lấy cái vị ngọt tự nhiên từ rau củ quả, ớt ngọt. Cũng thái nhỏ ra, bí ngòi, ớt ngọt thái nhỏ ra. Khi mà cơ thể chúng ta bị ốm yếu, cái nguồn thực phẩm mà nuôi nấng với cơ thể chúng ta bình phục nhanh nhất là từ chính là từ thực vật, rau củ quả. Cho nên anh chị em cố gắng phải ăn thật nhiều loại rau củ quả trong ngày nhé. Ăn thật nhiều rau củ quả, hạn chế đi đạm động vật này, hạn chế đi ăn chất ăn mặn này, hạn chế đi ăn đồ ăn chất béo này, dầu mỡ này. Và tuyệt đối là không ăn đồ ăn chế biến nhanh rồi, chiên rán rồi đồ ăn chế biến nhanh là mình phải hạn chế. Bổ sung thật nhiều từ thực vật, nước ép rau củ này, sinh tố rau củ, salad này. Và nếu như ăn các món ăn rau củ nấu chín thì mình sẽ một là ăn hấp, hai là ăn luộc nhanh, ba là mình có thể ăn xào bằng nước như thế này nhé. Thì cơ thể của chúng ta nó sẽ được tiêu hóa tốt hơn, hấp thụ thực phẩm tốt hơn và nó sẽ bình phục nhanh hơn. Thì đây là một trong những món ăn tiêu biểu cho người bị bệnh tiểu đường. Tiểu đường loại 1, 2, loại 2 được tương tự như thế nhé. Cho thêm nữa là rau súp lơ là một trong những loại rau cực kỳ tốt chống lại tế bào ung thư. Và chúng ta phải ăn những loại rau này vào mỗi ngày nhé. Thái nhỏ nhỏ nó ra. Thấy chưa, bữa ăn của chúng ta nhiều rau củ chưa? Cho thêm một chút nước đi. Để cho nó đỡ khô. Rau bản chất của cái rau nó đã rất là ngọt rồi. Ví dụ như rau hành tây này với ớt ngọt, ớt chuông nó cũng đã tạo cái món rau này cái vị ngọt sẵn rồi. Cho nên chúng ta sẽ không phải cho thêm muối, không cho muối nhé. Đối với người bị bệnh nặng sẽ không ăn muối trong một thời gian để cơ thể anh chị em mình có trạng thái bình phục nhé. Bởi vì khi mà ăn muối nhiều nó ảnh hưởng đến vấn đề về liên quan đến thận của mình đấy. Cho nên anh chị em mình nhớ liên quan đến tiêu hóa của mình luôn, liên quan đến dạ dày của mình luôn nhé. Để ăn nhiều mặn không tốt cho sức khỏe. Trong lúc chờ rau mà nó đợi mềm mềm thì em sẽ đi hướng dẫn làm đậu nhé. Đậu phụ của mình là đậu phụ sống nhé. Đấy, nếu những ai mà phải kiêng đậu phụ thì không ăn đậu phụ. Còn những ai mà không kiêng ăn đậu phụ thì chúng ta dùng đậu phụ. Nhưng mà dùng đậu organic thì chúng ta dằm nó nát như thế này nhé. Đấy. Còn nếu như người bình thường thì anh chị em thay có thể thay đậu bằng gì nhỉ? Bằng trứng được nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ giảm hạn chế ăn trứng khi mà cơ thể chúng ta đang bị ốm yếu. Bởi vì trứng nó cũng có một hàm lượng chất béo nhất định và một cái hàm lượng đó là cholesterol. Khi cơ thể của chúng ta đang ốm yếu, sức đề kháng đang yếu như vậy thì chúng ta nên ăn những thực phẩm thiên về thực vật hơn. Và cái món này thì rất là tốt cho người bệnh tiểu đường, ăn đậu được và đậu organic nhé. Mình dằm nó nát như thế này và chúng ta sẽ cho vào cái chảo rau. Đấy. Thì chúng ta khi chúng ta cho đậu vào đây chúng ta đảo rất là hấp dẫn. Và chúng ta nhớ là khi cơ thể của anh chị em đang ốm yếu mệt mỏi, chúng ta phải kiêng dầu ăn này, kiêng mặn, thì chúng ta sẽ không cho muối vào đây nhé. Anh chị em có thể cho một số những cái lá hương vị thơm, ví dụ như là cho thì là hay cho mùi vào đây cho nó thơm, tạo độ hấp dẫn nhé. Để khi nào cơ thể anh chị em trở về cái trạng thái bình thường, khỏe mạnh rồi, chúng ta có thể cho thêm một chút muối hồng, muối biển hoặc là một chút nước tương nhé. Nước tương đen là soi những cái loại mà ít mặn đấy. Còn trường hợp mình đang cơ thể đang mệt mỏi, ốm yếu thì mình phải kiêng.
Nhưng thực ra ăn như này cũng rất là ngon. Cả nhà làm thử đi, ăn ngon lắm. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên từ 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 rau củ. Em đã thử cho cả nhà xem nhé. Rất là hấp dẫn luôn. Ngon lắm. Vậy là đã có xong một món đậu xào nước với thật nhiều các loại rau củ.